Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Toàn cảnh quốc tế trên kênh youtube Báo Điện tử VOV. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Sau đây xin mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Mở đầu với những diễn biến nóng cập nhật về tình hình Nga-Ukraine. Báo cáo chiến sự mới nhất cho biết, tại điểm nóng Trasovia, lực lượng Ukraine đã buộc phải rút lui khỏi ngoại vi phía đông thành phố, lùi sâu vào trung tâm, lợi dụng địa hình tự nhiên để tiếp tục phòng thủ. Kênh Military Summary đưa tin, Tại tâm trấn Chasovya, nóng bỏng nhất trong chiến sự Ukraine đang diễn ra những trận giao tranh khốc liệt. Những cuộc tiến công của quân đội Nga không thể bị ngăn cản, giống như cuộc tiến công của họ tại Novomikhailivka, Vuleda, Adivka và Siversk. Theo hướng Bakhmut, các đơn vị Ukraine đang rút lui ra ngoài kênh Seversky Donetsk, Donbass ở ngoại ô phía đông Chasovya, sau khi đã đặt mìn khống chế các hướng tiếp cận những chướng ngại vật nước ở diễn biến liên quan tại mặt trận Zabrizia trong 6 ngày qua, quân đội Nga đã gây áp lực lên lực lượng Ukraine dọc theo trục phía tây bắc Verbovoye, nơi họ đang đạt được một số tiến bộ. Kênh Riba cho biết, ở Zabrizia, người ta quan sát thấy những vụ tấn công của Nga nhằm vào các cơ sở sửa chữa của nhà máy Motosik, một mắt xích quan trọng trong công nghiệp quốc phòng Ukraine. Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg cho rằng Ukraine cuối cùng có thể phải chấp thuận một số thỏa hiệp với Nga để chấm dứt xung đột. Người đứng đầu NATO nhắc lại phương Tây phải hỗ trợ Ukraine về lâu dài, ngay cả khi liên minh này tin tưởng và hy vọng rằng xung đột sẽ kết thúc trong tương lai gần. Ông Stoltenberg nói thêm, các nước phương Tây nên đầu tư vào khả năng phòng thủ của Ukraine để giúp nước này kiên cường hơn trong trường hợp xung đột leo thang hơn nữa trong tương lai. Ông cho hay Ukraine có quyền lựa chọn thời điểm và điều kiện để tìm kiếm hòa bình với Nga. Ông Stoltenberg tuyên bố, cuối cùng, Ukraine phải là nước quyết định lựa chọn phương án thỏa hiệp nào mà họ sẵn sàng thực hiện. Và cho biết vai trò của phương Tây là giúp Kiev đạt được lập trường đàm phán có thể tạo ra kết quả có thể chấp nhận được. Ông Stoltenberg nhấn mạnh, không thúc ép Kiev phải nhượng bộ bất kỳ điều gì. Theo người đứng đầu NATO, hòa bình thực sự chỉ có thể đạt được khi Ukraine giành chiến thắng. Đầu tuần này Tổng thư ký NATO tuyên bố ủng hộ mạnh mẽ Kiev về lâu dài. Theo một số báo cáo, ông Stoltenberg đã đề xuất gói viện trợ quân sự trị giá 107 tỷ đô la Mỹ trong 5 năm cho Ukraine. Chi tiết của sáng kiến này vẫn đang được thảo luận. Trong suốt cuộc xung đột, Nga luôn khẳng định sẵn sàng đàm phán với Ukraine. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký xác lệnh cấm mọi cuộc đàm phán với Nga nếu Tổng thống Putin còn nắm quyền. Tên lửa hành trình KH-101 của không quân Nga vừa tập kích Ukraine gần đây dường như mang đầu đạn kép lớn gấp đôi nguyên bản. Điều này sẽ tăng sức công phá mục tiêu. Tên lửa này là một trong những vũ khí cực kỳ nguy hiểm của Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Theo dữ liệu tạp chí Forbes Ukraine thu thập, đơn giá của một quả tên lửa KH-101 lên tới 13 triệu đô la Mỹ. Đây cũng là loại tên lửa đắt nhất hiện nay của Nga. Các tên lửa KH-101 của Nga trong các đoàn tập kích nhằm vào mục tiêu quân sự và năng lượng đã gây cho Ukraine nhiều tổn thất. Trang tin Defense Express của Ukraine công bố hình ảnh mảnh vỡ tên lửa hành trình tầm xa KH-101 của Nga, nói rằng quả đạn bị bắn hạ trong cuộc không kích nhằm vào hạ tầng năng lượng của Kiev đêm 29 tháng 3. Trang tin này cho biết, đối phương tiếp tục hiện đại hóa tên lửa KH-101 trang bị cho nó đầu đạn nặng 800 kg, gần gấp đôi phiên bản nguyên gốc nặng 450 kg. Tuy nhiên, họ không tăng lượng thuốc nổ một cách đơn thuần, mà đã sử dụng hai đầu đạn chiến đấu độc lập. Đây dường như là lần đầu Nga triển khai biến thể KH-101 mang đầu đạn kép để tấn công Ukraine. Kết quả phân tích sơ bộ cho thấy đầu đạn cơ bản vẫn giữ nguyên, trong khi đầu đạn thứ hai được lắp thêm những khối thép nhỏ hình lập phương. Thuốc nổ nhồi trong đầu đạn thứ hai có thể bắn những khối thép này ra khu vực rất rộng xung quanh điểm nổ, phá hủy hoặc gây hư hại nặng cho mục tiêu mềm, không có vỏ giáp trên phạm vi lớn. Nhà sản xuất Nga đã thu nhỏ kích thước khoang nhiên liệu của tên lửa KH-101 để lấy chỗ lắp đầu đạn nổ thứ hai. Điều này khiến tầm bay của nó bị suy giảm, nhưng vẫn có thể tấn công toàn bộ mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine. Các chuyên gia Ukraine nhận định, ngay cả khi tên lửa phóng từ vùng trời tỉnh Saratov, nó vẫn thừa đủ tầm để liên tục cơ động và đổi hướng bay nhằm gây khó khăn cho lực lượng phòng không trước khi tập kích miền Tây Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hồi tháng 1 thăm nhà máy của công ty Raduga thuộc tập đoàn tên lửa chiến thuật KRTV trong đó, quan chức nhà máy thông báo đã tăng gấp đôi kích thước đầu đạn của tên lửa hành trình lên 800 kg nhưng không nêu rõ chủng loại. Ngoại trưởng Ukraine dmitro Kuleba nhận định bom lượn của Nga thường xuyên phá hủy các vị trí của Ukraine. Cụ thể, trong một cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times, ông cho biết các lực lượng của Ukraine thường xuyên bị tấn công bằng bom dẫn đường trên không. Những vũ khí đã quét sạch các vị trí của chúng tôi. Ông Kuleba cho hay không thể trốn tránh những quả bom dẫn đường và cách duy nhất để bảo vệ bạn khỏi chúng là bắn hạ những máy bay ném bom mang những quả bom này. Theo Ngoại trưởng Ukraine, Kiev sẽ không thể nhận những tiêm kích F-16, loại máy bay được cho là có thể cải thiện tình hình trên không, sớm nhất là cho đến giữa mùa hè. Các quan chức Ukraine thường xuyên kêu gọi phương Tây chuyển giao các hệ thống phòng không và tên lửa cho Kiev, đặc biệt là các hệ thống tên lửa đất đối không Patriot. Mới đây, ông Kuleba cho biết các đối tác phương Tây không cung cấp cho Kiev, thậm chí chỉ là 5-7 hệ thống Patriot mặc dù có hơn 100 tổ hợp này trong kho vũ khí. Tham dự cuộc họp của NATO tuần này, Ngoại trưởng Ukraine Dmitro Kuleba cho rằng không hiểu sao các đối tác không thể tìm thêm các tổ hợp phòng không để cung cấp cho nơi mà tên lửa đạn đạo được bắn hàng ngày. Chỉ riêng trong tháng 3, đã có 94 tên lửa đạn đạo được bắn vào Ukraine.